Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và 47 năm đào tạo tại Xuân Hòa với chủ đề Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, niềm tự hào của chính tôi. Chị đã thường nghĩ về một ngôi nhà mà dù cho ngoài kia có là phong ba bão tố thì đó vẫn là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu thương không bao giờ kết thúc. Nhưng còn một ngôi nhà nữa không kém phần thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi con người, đó chính là mái trường mến yêu, nơi ấp ôm bao kỷ niệm thân thương về tình thầy trò, tình bạn bè. Và đó cũng chính là nơi ta được dạy dỗ nên người, được lấp đầy những khoảng trống về tri thức và nhân cách. Sẽ không bao giờ quên như chính ngôi nhà ta, Sư phạm Hà Nội 2. Từ nơi đây ta đã lớn, từ nơi đây ta cất cánh bay xa. Chân trời nào ngày mai đi tới, vẫn nhớ về trường cũ thân yêu. Với con đò thời gian sóng gió vẫn vượt lên, Sư phạm Hà Nội 2. Mong ước trăm bao lớp lớp, vì tương lai cho đất nước. Chung sống nhớ thầy cô đã vì ta khuya sớm, với bao tình thương dạy dỗ ta nên người trong người vì hạnh phúc trong lòng. Cất lên lời ca vọng từ trái tim ta, hát về trường với bao ngày qua, với bao bàn ta chung sống. Nhớ thầy cô đã khi ta khuya sớm, với bao tình thương dạy dỗ ta nên người trong người vì hạnh phúc trong năm. Cất lên lời ca từ trái tim ta, hát về trường. Cất lên lời ca vọng từ trái tim ta, mãi trường.